志浩，志浩，我觉得em cảm thấy既然你这样anh đã có tình cảm như vậy, 我觉得我chúng ta có thể gần gũi hơn một chút được không? 你觉得呢? Anh thấy sao? 你有什么想要了解我的? Nếu anh muốn tìm hiểu em, 只要你告诉我, cứ nói với em, 我就都可以, em sẽ cho anh biết. 你想不想? Anh có muốn? 你是啊? Lý Thiên Nhã, 你走吧, em về đi. 啊? Sao? 我已经 anh rất hiểu, 了解够你了, về em rồi. 可, nhưng, 可是我, nhưng em,你走吧。Em về đi. 我困了。Anh buồn ngủ rồi. 哎、啊啊，小时候。Lúc nhỏ, 我就在想。Tôi thường nghĩ hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích. 最后一定。Cuối cùng kiểu gì cũng ôm hôn nhau. 一定要那样。Nhất định phải có làm như vậy mới chứng tỏ tình yêu dành cho nhau sao?Một trái tim thích đơn thuần lẽ nào không được? Nhưng mấy chuyện đó hình như là điều đương nhiên. Ngồi đi. Có ngon không? Ngon lắm. Đi chơi với anh có vui không? Vui lắm. Nhưng em đạp xe kém quá. Đã có anh rồi mà. Anh thấy em cứ chơi đu quay là được. Trò chơi đó của con nít mà. Được rồi, ăn đi. Thật là. Có lạnh không? Không, không lạnh là được. Sao lại như vậy? Cứ tưởng hẹn hò với anh ấy mọi việc sẽ tốt đẹp, không ngờ lại khó như thế. Từ trước tới nay, con người đối với mình là nguồn năng lượng, nhưng mình chưa từng nghĩ tới cảm nhận của gà rán. Anh ấy đang nghĩ gì? Đừng rời xa anh. Em hiểu anh mà. Tạm thời chúng ta chưa nên tiếp xúc cơ thể. Hôm đó anh tự nhiên nói ra những điều như vậy, nhưng anh nghĩ tình yêu của chúng ta dần dần có thể phát triển. Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ. Là anh ấy mắc bệnh sạch sẽ. Anh ấy muốn mình hỗ trợ chữa căn bệnh đó. Anh ấy đã cố gắng từng bước, nhưng mình lại không hiểu. Trong mắt anh ấy, mình là một kẻ ích kỷ, hoàn toàn không hiểu, không nghĩ cho anh ấy. Nếu anh ấy nghĩ vậy thì hỏng hết cả rồi. Nhưng tại sao mình lại quan tâm tới cảm nhận của anh ấy? Anh có chuyện muốn nói với mình sao? Không lẽ muốn chia tay với mình? Tìm em có chuyện gì không? Mặt em sao thế? Mặt em làm sao? Vẫn rất xinh đẹp mà. Có chuyện gì anh mau nói đi. Giờ em đang rất không ổn. Anh mau nói đi. Thi Nhã, anh muốn chúng ta... Khoan đã. Nếu muốn nói hay để em nói trước. Em muốn nói em không đồng ý chia tay đâu. Không đâu, không phải. Em không muốn chia tay anh. Em biết hôm qua em đã sai, nhưng anh đừng vì thế mà nói lời chia tay em, khiến mình không thể tiếp nhận được năng lượng. Nhưng mình thấy vui lắm. Tắt đường lâu thế nhỉ? Liệu tới có muộn không? Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày rồi. Gọi Thi Nhã đi chơi thôi. Nhìn gì thế? Thấy gái xinh hả? Không có. Đâu, cho tôi xem nào. Không phải, không phải đâu. Gì mà nhỏ mọn thế, cho tôi xem nào. Nào. Thi Nhã. Anh
Em cười cái gì? Em ngỡ mình đang nằm mơ. Mà có nằm mơ em cũng không ngờ được ngồi uống rượu và ngắm nhìn biển với người mà em thích hồi cấp 3. Hình như em uống say rồi nên xuất hiện ảo giác. Có thế em mới nhìn thấy anh đang cười. Thì anh đang cười mà. Đúng là em nằm mơ thật. Không phải đâu, anh đây. Em không có nằm mơ. Có biết vì sao anh thích tới đây không? Anh rất thích một cuốn tiểu thuyết có tên Sương Mù Sừng. Nó viết về cái gì? Cách viết về một con khủng long đã sống hơn 1 triệu năm. Ngày ngày nó sống dưới đáy biển, ở một nơi lạnh lẽo và tăm tối nhất thế giới, để chạy trốn vận mệnh tuyệt chủng của mình. Nhưng nó phải chấp nhận mất đi thị lực. Nó bơi rất chậm, rất chậm. Năm đó nó bơi tới một chỗ, một ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng phát ra tiếng còi cảnh báo, khiến nó nghe nhầm tưởng là tiếng gọi đồng loại. Nó vượt qua lớp sương mù dày đặc, bơi được tới chỗ ngọn hải đăng đó. Cuối cùng nó mới phát hiện ra nó vẫn chỉ cô độc một mình, vốn không thuộc về thế giới hiện tại. Vậy là nó đem theo lòng thù hận và phẫn nộ quay về đáy biển. Nghe sao mà đau thương vậy? Đúng thế. Con người vẫn luôn chờ đợi những người ra đi không trở lại, luôn yêu một người mà họ không yêu mình. Đến lúc đó chỉ có thể bỏ tất cả mà đi, sau đó hối tiếc cả đời. Nếu ngọn hải đăng đó không phát ra tiếng còi cảnh báo, thì nó có thể cả đời sống dưới đáy biển mà không nhớ nhung. Nhưng ngọn hải đăng đã đem cho nó niềm hy vọng, một hy vọng tràn đầy, rồi lại rơi vào cảm giác trống rỗng lần nữa. Điều đó mới thật khó chịu. Đúng thế. Trong thế giới đen tối, cho dù chỉ có chút ánh sáng, cũng muốn liều mạng nắm giữ lấy nó. Em có một câu muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Anh có vẻ có chuyện gì đó không vui. Một người sống trong căn nhà lớn như vậy, không hề có một chút hơi ấm, kiếm được nhiều tiền, có rất nhiều người thích anh. Nhưng loại nhạc anh nghe, những câu chuyện anh thích, đều có cảm giác rất bi thương. Cảm giác như nụ cười của anh đều không phải thật lòng. Cảm giác như anh mỗi ngày đều không hề vui vẻ. Chúng ta đi thôi. Alo, em bị tắc đường sao? Anh cũng vừa mới đến. Không sao đâu, em đi từ từ thôi. Anh đợi em ở hiệu sách. Tạp chí của Thi Nhã có nên mua không? Cái cô Lý Thi Nhã phiền phức thật, suốt ngày dính với anh mình, nhìn ngứa cả mắt. Đúng đấy, chính cô ta nói nếu để ý cách nhìn của fan hâm mộ, hãy tránh xa họ một chút. Dù có là bạn thanh mai trúc mã gì đó, lỡ bị paparazzi chụp được, làm gì cũng phải có giới hạn chứ. Thật phiền phức, mà có xinh lắm đâu nhỉ? Rất đẹp mà. Hả? Tôi nói Lý Thi Nhã rất xinh đẹp, đẹp hơn các cô nhiều. Cậu thấy không? Anh ta rất đẹp trai. Đúng vậy, nhưng hình như thần kinh. Chí Hạo, anh đợi em lâu rồi đúng không? Không, anh cũng vừa mới tới, vừa đọc sách vừa đợi. Sao không nói là vừa ngắm em vừa đợi đi? Không có, đúng lúc anh đi tới chỗ này thôi. Không phải chúng ta nói sẽ đi siêu thị sao? Vậy mau đi thôi. Rõ ràng là đang ngắm mình mà không dám nhận. Thường ngày anh thích ăn gì? Đa số là ức gà và salad. Mấy món đó tiện nấu. Nghe có vẻ anh rất biết nấu ăn. Sống một mình mà, phải biết một chút chứ. Vậy em thì sao? Bình thường em thích ăn cái gì?
Em thích ăn gà rán. Gà rán sao? Một người mẫu thích ăn gà rán. Em không sợ béo sao? Vì nó thực sự rất ngon mà. Lần sau anh nấu cơm cho em ăn. Được. Để anh cầm đồ cho. Không cần đâu, em cầm được mà. Nặng lắm đấy. Đưa cho anh đi. Không sao thật mà, nó nhẹ lắm. Như vậy hai chúng ta mỗi người trống một tay. Tay trống này. Thật thần kỳ. Gì cơ? Trước đây em chưa từng biết rằng nắm tay sẽ giúp tâm trạng tốt lên. Nhưng bây giờ nắm tay anh, em thấy rất hạnh phúc. Thật ra anh cũng vậy. Anh muốn đi tư vấn bác sĩ tâm lý. Tư vấn tâm lý sao? Vì sao? Vì trước giờ đều là do em cố gắng. Anh cũng muốn thay đổi một chút. Vậy em giới thiệu chị em cho anh nhé. Chị em sao? Chị em là một bác sĩ khoa thần kinh rất giỏi. Nếu anh đồng ý em sẽ giới thiệu cho anh. Ừ, đi thôi. Tôi đang đẩy nhanh tiến độ đây. Tôi đã điều tra được hình ảnh cuối cùng của Tiểu Sáng trước khi mất tích là trước khi vào cảng. Tôi đã điều tra tất cả các xe ra vào trong khoảng thời gian đó, đang đợi kết quả đối chiếu. Vâng. Rốt cuộc là ai? Chúng có mục đích gì? Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đón xem tin giải trí tuần này. Tin đầu tiên là việc vài tháng trước đây, công ty dược mỹ phẩm Noel tuyển chọn người đại diện rất được mọi người quan tâm. Người mẫu Lý Thi Nhã trong thời gian tham gia quá huấn luyện kính trên đảo đã tự rút khỏi cuộc thi. Nhưng cuối cùng kỳ tích xuất hiện, cô đã trở thành người đại diện nam của Noel, giá trị hình ảnh càng tăng cao. Chào cô, chào anh. Nghe nói cô tìm tôi, có chuyện gì sao? Đúng vậy, qua bên này rồi nói. Vâng. Chuyện là thế này, tôi có một người bạn bị mất tích. Tôi đã điều tra tất cả những chiếc xe gần chỗ cô ấy, phát hiện xung quanh thời điểm mất tích. Có một chiếc xe khả nghi nhất, chính là một xe hàng của công ty các anh. Đúng vậy. Chiếc xe này là của công ty chúng tôi. Vậy anh có biết chuyện cô gái mất tích không? 3 tháng trước, công ty chúng tôi có một lô hàng bị mất. Phát hiện ra tên trộm chính là tài xế cũ của công ty. Vụ này cảnh sát có hồ sơ. Nói như vậy, nghĩa là giờ anh ta không còn làm ở đây nữa. Nói đúng ra là từ 3 tháng trước, anh ta đã không còn là người của công ty chúng tôi nữa. Anh ta nghiện rượu, cờ bạc, ưa bạo lực. Từng say rượu nhưng vẫn lái xe, rồi gây chuyện, cho nên phòng nhân sự đã đuổi việc anh ta. Vì muốn trả thù, trong lần giao ca cuối cùng, anh ta đã trộn luôn cả xe hàng. Hiện chúng tôi cũng đang tìm anh ta. Giờ có thêm sự giúp đỡ từ phía cô, tôi nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Được. Ồ, nhầm nhà rồi, tôi xin lỗi. Nhà của Thi Nhã là bên này. À,
Simba, anh đến đây. Có đến thì cũng nên gọi cho em một cú điện chứ. Nhớ em mà, anh chẳng lúc nào nghiêm túc cả. Vô đi. Anh đến mà không thèm đeo khẩu trang, nhớ bị đám phóng viên chụp ảnh được rồi fan của anh lại chửi em đó. Có đeo cũng bị nhận ra thôi, không sao đâu mà. Buồn thế này rồi anh còn tới đây làm gì? Kết thúc tour diễn này, công ty cho anh nghỉ phép. Anh muốn đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Em, anh và Thời Quán, chúng ta cùng đi du lịch nhé. Em có rảnh không? Du lịch á? Thi Nhã không cần tôi nữa rồi. Sau khi cô ấy có bạn trai, cô ấy đã lạnh lùng dứt bỏ tôi luôn rồi. Anh ta có tốt không? Tốt hơn anh không? Anh nói gì vậy? Anh ta chỉ là con mồi thôi. Có gì mà tốt chứ không tốt chứ? Đúng vậy. Sao Thi Nhã của chúng ta lại yêu loài người vốn là thú săn của chúng ta mà, phải không? Có vài ma cà rồng không phân biệt được tâm trạng vui vẻ và yêu đương sau khi ăn. Giống như con người sau khi ăn lẩu, cũng đâu thấy yêu được đám bò, lợn, dê, cừu đâu. Có phải không? Đúng vậy. Dù gì cũng chỉ là thức ăn thôi. Nếu như nảy sinh tình cảm với thức ăn của mình thì sao mà nỡ ăn chứ? Chẳng phải là chịu chết đói sao? Em biết. Đạo lý đó em biết. Biết là được rồi. Đứa trẻ nghe lời mới là một đứa trẻ ngoan. Muộn thế này rồi ai còn đến gì? Chí Hạo, làm phiền rồi. Muộn rồi, sao lại sang đây? Khuya thế này rồi mà ai đến thế? Tôi sang mượn chai giấm. Người yêu em tới rồi, vậy anh về đây. Vừa đến đã về luôn à? Bạn trai em tới mà, anh không làm phiền nữa. Chuyện anh vừa nói suy nghĩ kỹ đi nhé. Bạn trai có Thi Nhã, sau này chắc sẽ thường xuyên gặp mặt rồi. Gặp sau nhé. Vì sao em gọi cậu ta là Simba? Đây là tên thật của cậu ấy à? Anh không xem TV nên không biết đó thôi. Anh ấy là nhóm trưởng của một nhóm nhạc thần tượng rất nổi hiện nay. Trước kia vì tóc tai lúc nào cũng rối bù nên mọi người thường gọi anh ấy là Simba. Anh có muốn vào nhà ngồi không? Không cần đâu. Đợi đã, giấm của anh nè. Bọn họ thật sự chỉ là bạn sao? Chí Hạo, anh tới trả cái này. Không cần gấp đâu. Anh sợ em cần dùng tới. Được. Này, này, cùng nhau đi dạo đi. Đi dạo à? Ừ. Hình như người bạn đó rất thân thiết với em. Rất thân. Phải nói như thế nào nhỉ? Anh ấy như là người nhà vậy.
Em cũng không nhớ bọn em quen nhau từ khi nào nữa. Tóm lại, từ khi nhớ được thì đã có người bạn thân đó rồi. Đúng rồi, em đã giới thiệu Simba với anh. Anh ấy là một thần tượng rất nổi tiếng, hát rất là hay. Chí Hạo, anh cũng có thể thử nghe những bài hát của anh ấy, rất đi vào lòng người. Anh không nghe đâu. Xưa nay anh không thích nghe nhạc. Được rồi, nào. Cảm ơn. Người tiếp theo. Em lấy 5 bảng. 5 bảng phải không? Cảm ơn. Này. Này, không ngờ có cả fan lớn tuổi thế này. Đúng thế, đẹp trai hơn trước nhiều. Đây là của em. Qua bên kia trả tiền. Em lấy mấy bảng? Em lấy 5 bảng. 5 bảng, cảm ơn. Em qua bên kia trả tiền. Tôi lấy cái đó. Nhóm nhạc Holiday à? Thật ngại quá, chúng tôi đã hết đĩa nhạc của họ. Mặc dù đã dự trữ rất nhiều, nhưng lần nào cũng bán hết nhanh. Lần sau có hàng anh đến sớm nhé. Còn nữa không ạ? Bán hết rồi, thật ngại quá. Vậy lúc nào mới có? Bao giờ mới có? Chị sẽ dán thông báo nhé. Thế này thật ngại quá. Làm phiền một chút. Sao vậy anh? Cái này có thể bán cho tôi một đĩa không? Đẹp trai chỗ nào chứ? Tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc thế này chẳng nghiêm túc gì hết, còn ngồi dưới đất nữa. Bẩn thế, không biết giữ vệ sinh gì cả, còn nói mình là thần tượng. Bọn trẻ bây giờ đúng là... Tên trộm kia. Trộm tim anh à? Còn lén lút mua album của tôi. Tôi nhặt được ở trên đường. Mấy ca sĩ thần tượng bây giờ rảnh rỗi vậy sao? Không phải làm gì cả. Nhà văn bây giờ cũng rảnh rỗi nhỉ? Bắt chước động tác của tôi trong thang máy. Thiên Nhã đâu rồi? Thiên Nhã đi chụp hình, không có nhà đâu. Vậy à? Quả đúng là bạn trai. Thuộc lịch của cô ấy rõ mồn một như vậy. Vậy tôi vào trong trước, tạo bất ngờ cho Thiên Nhã. Anh làm gì đó? Chủ nhân không ở nhà, sao tùy tiện vô được? Tôi và Thiên Nhã là bạn rất thân. Chẳng phải anh cũng thường xuyên lui tới đó sao? Tôi chưa vào trong lần nào. Chắc anh không biết mật mã hả? Xem ra anh và Thiên Nhã vẫn chưa thân mật đến mức đó. Không phải, nếu là người yêu thì phải biết rõ đối phương ngày 3 bữa, sáng, trưa, chiều ăn những món gì. Không phải người yêu cô ấy mà biết mật mã vô nhà, chẳng phải rất lạ sao? Có gì lạ đâu. Tôi với Thiên Nhã còn thân thiết hơn người yêu nữa. Nhưng vốn tới tìm Thiên Nhã nói chuyện mà cô ấy không có nhà, vậy anh chơi với tôi đi. Tôi đây có một bức ảnh Thiên Nhã lúc nhỏ, mặc đồ bơi nhé. Không biết anh có muốn không? Nếu anh chơi với tôi sẽ đưa cho anh. Phục vụ cho 3 chai rượu nhé. Anh thực sự không uống à? Tôi không uống rượu. Đi nhậu với một thần tượng như tôi sao mà chán nản thế? Nhiệt tình một chút đi. Hay là tôi tự sướng với anh một kiểu nhé, đăng lên web nhé. Tôi không ngại đâu, tôi không có hứng. Nghe nói anh là nhà văn thần bí. Nhà anh giàu lắm hả? Yêu mấy lần rồi?
Anh đang điều tra hộ khẩu đấy à? Đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi tò mò, muốn biết đối tượng Thi Nhã hẹn hò lần này là người như thế nào thôi. Chẳng qua chỉ là một nhà văn ở kế bên. Lần này Thi Nhã hẹn hò với anh có lẽ chỉ là hiếu kỳ. Hai người tiến triển tới đâu rồi? Anh muốn thay đổi một số thứ. Em hãy đổi mật mã cửa đi. Hả? Tóm lại, hãy đổi mật mã cửa đi. Dạ. Thi Nhã, sao thế? Anh chưa chuẩn bị tâm lý. Đã tới đây rồi còn chuẩn bị tâm lý gì nữa? Chúng ta cứ vào trong đã. Nhưng mà từ trước tới nay anh chưa từng kiểm tra tâm lý bao giờ. Cứ thử một lần coi sao. Rồi sau này anh sẽ không như vậy nữa. Tin em đi. Chị, đây là người em đang hẹn hò mà em đã kể với chị. Khương Chí Hạo. Chào chị. Thi Nhã, có kể cho tôi nghe về cậu. Thật ngại quá, cho tôi vài phút nhé. Tôi nói vài câu với nó. Em sao vậy? Sao lại dẫn cậu ta tới? Việc đi săn vẫn đang tiến hành thuận lợi mà. Thật ra bệnh cuồng sạch sẽ không thể coi nhẹ. Tới bây giờ bọn em vẫn chưa thể tiếp xúc với nhau. Có điều lần này là từ anh ấy đòi đi tư vấn tâm lý. Được rồi, chị sẽ nói chuyện với em sau. Thật ngại quá, cậu Khương. Để cậu phải đợi lâu, cùng làm quen nhé. Tôi là bác sĩ tâm lý Lý Tam Tịch, là chị gái của Thi Nhã. Tôi là Khương Chí Hạo. Hãy thả lỏng đi, đừng nghĩ là đang trong phòng khám nên thấy căng thẳng. Chí Hạo, thả lỏng, thả lỏng. Bây giờ mời người giám hộ ra ngoài. Đây là thời gian tư vấn riêng tư. Tại sao? Em cũng muốn được nghe mà. Ý của cậu thế nào? Có muốn tư vấn cùng người giám hộ không? Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện như những người bạn nhé. Thả lỏng nào. Trước kia cậu từng tư vấn tâm lý ở đâu chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Trước khi đến đây chắc cậu buồn phiền lắm đúng không? Lựa chọn của cậu là đúng. Tôi nghe Thi Nhã nói cậu rất khổ sở vì chứng cuồng sạch sẽ. Thực ra những vấn đề về tinh thần rất nhạy cảm và phức tạp. Chỉ dùng thuốc để trị liệu, kết quả chưa chắc được như mong muốn. Vẫn phải dựa vào ý chí của bản thân và phải có quyết tâm mạnh mẽ. Cậu đã chuẩn bị hết những điều này chưa? Muốn thay đổi bản thân, phải có động cơ nội tâm mạnh mẽ. Có. Tôi có quyết tâm. Quyết tâm rất mạnh mẽ. Vậy bắt đầu từ bây giờ, tuyệt đối không được từ bỏ động cơ của mình. Thế nào, buổi tư vấn hôm nay ra sao? Hôm nay mới chỉ kiểm tra tâm lý, đơn giản thôi. Chị gái của em rất tốt. Anh và chị ấy nói về vài chủ đề rất thoải mái. Dự định tuần sau sẽ bắt đầu chính thức trị liệu.
Em đã nói mà, chỉ lần đầu tiên cảm thấy khó khăn thôi, sau này sẽ không thấy gì ghê gớm đâu. Anh nhất định sẽ khỏi bệnh. Nếu có cần em giúp thì cứ nói với em nhé. Em chỉ cần âm thầm ở bên anh là được rồi. Anh sẽ dần dần khỏi bệnh. Âm thầm ở bên anh chính là giúp anh sao? Thế nào rồi? Không phải nói camera giao thông quay được hình ảnh người tài xế đó sao? Đem tất cả những băng đĩa đó về đây cho tôi. Chưa bắt được hắn ngày nào thì những người mất tích sẽ càng nguy hiểm. Không biết tại sao những ngày trước hệ thống lại không nhận diện được gương mặt. Chuyện chưa từng có. Ngoài ra chúng tôi đã điều tra lý lịch của hắn. Có tiền án về sử dụng ma túy, cướp giật và trộm cắp. Nhưng không hề có việc bắt cóc. Hơn nữa bắt cóc nhiều người như thế lại không đòi tiền chuộc. Vậy nguyên nhân là gì? Vậy nguyên nhân đó lại càng tồi tệ hơn rồi. Cảm ơn em. Đã 10 năm rồi, trường học chẳng thay đổi gì cả. Nếu nói là có thì chỉ là cũ đi thôi. Còn nữa, các bạn học cùng chúng ta cũng thay đổi. Họ đều đã trưởng thành. Không phải anh không thích liên lạc với họ sao? Vậy thì đừng có liên lạc nữa. Giống như bây giờ không ai làm phiền ai, vậy cũng tốt phải không? Em nhớ ngày trước có một lần em đi học muộn, bị phạt, đứng ở ngoài cổng trường. Nhìn thấy anh từ xa đi đến, em sợ anh nhìn thấy nên vội vàng ngồi thụp xuống. Kết quả bị thầy giáo lôi ra mắng cho một trận té tát. Anh nhớ ngày đó em gầy gầy, thấp thấp. Ai biết sau này lại cao thế này. Anh nhìn coi, giảng đường kia, nơi trước đây anh từng diễn thuyết trong đó. Em còn nhớ đã tặng anh một bó hoa. Đó là lần đầu em tặng hoa cho người khác. Em còn nhớ anh thích ngồi hàng ghế cuối, góc trong cùng trong thư viện. Khi đọc sách, anh hay ghi chú lại và kẹp thẻ trong sách. Mỗi lần đi vệ sinh, đi qua hành lang đó, em đều nhìn thấy anh. Ngày anh thôi học, anh đã cho em một viên kẹo. Có lẽ là vì trong ký ức của em, anh quá tốt đẹp. Có rất nhiều sự thật bị che khuất mà em không nhận thấy. Kể cả lúc này, em cũng cảm thấy anh rất tốt. Nhưng con người sẽ thay đổi mà. Em biết chứ. Nhưng anh thì khác. Lúc trên đường tới đây, anh đã cho em một viên kẹo. Anh biết không? Cho dù trong mắt người khác anh có như thế nào đi nữa, thì trong mắt của em, anh mãi mãi vẫn là Du Trạch ngày trước. Vẫn còn nhiều chuyện anh chưa nói cho em biết. Anh phải thực hiện một nguyện vọng, nhưng không biết có thể thực hiện không. Anh sẽ cố hết sức. Nguyện vọng gì thế? Nguyện vọng trước mắt là sống đến năm 30 tuổi, đóng cửa công ty, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới với người mình thích. Lịch trình anh đã tính xong cả rồi. Có điều, những bất ngờ trong cuộc sống rất nhiều, nhưng sự vui mừng, ngạc nhiên cũng nhiều không kém. Xin chào. Chào cô Lý Tam Tịch. Tôi là Lâm Thành của công ty dược mỹ phẩm Noel. Vâng. Anh gọi điện cho tôi có việc gì? Lần trước cô tới nhờ chúng tôi tìm tên lái xe Trần Khắc. Chính là tên lái xe mà công ty chúng tôi đuổi việc. Chúng tôi đã tìm thấy rồi. Thật sao? Đây là ảnh do cảnh sát cung cấp. Thời gian tử vong là khoảng 3 ngày trước. Phán đoán sơ bộ chết là do bị trúng đạn. Phía cảnh sát suy đoán là những kẻ cho vay lãi đã ra tay, nhưng hiện trước mắt chưa có chứng cứ xác thực, cho nên họ vẫn đang đợi tin tức.
Manh mối vừa mới tới thì lại bị đứt rồi. Em muốn tới khu vui chơi. Đúng lúc có vé miễn phí đây, chúng ta cùng đi nhé. Khu vui chơi đông người, anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Không sao đâu, anh không cần phải miễn cưỡng. Thế em đi với ai? À, rủ Simba và một anh khác cùng nhóm nhạc của anh ấy. Chí Hạo, anh không sao chứ? Anh không cần phải quá ép mình đâu. Không sao đâu. Anh sao có thể để em đi một mình được? Ôi, sao vẫn chưa thấy đến? Đã hẹn gặp nhau ở đây mà. Hai cái tên ngốc này, bọn họ. Cô có thích vua sư tử không? Cái gì thế? Đừng hét, anh đây mà. Cái gì mà hét toáng lên vậy? Simba, anh đây. Thời Quán cũng đến này. Xin chào. Chào anh, đây là anh Thời Quán. Hai người đã gặp nhau rồi mà. Chào anh. Tôi là bạn của Thi Nhã. Thật ngại quá. Lần này lại đeo mặt nạ tới chào hỏi anh. Không sao, tôi nhớ anh mà. Chính là người ngất xỉu hôm đó. Được rồi, phần giới thiệu bản thân chán ngắt đã xong. Chúng ta vào trong đi. Hôm nay phải chơi cho đã. Đi thôi. Bơm tóc, tới khu vui chơi nhất định phải mua cái này. Đã tới đây rồi, anh cũng đeo một cái nhé. Thôi đi, đừng vậy mà, anh cứ thử đi được không? Đáng yêu quá. Mễ Chí Hạo, mừng Giáng sinh sớm. Lộc Chí Hạo, vậy em cũng phải chọn một cái đi. Simba, Thời Quán. Này, cái gì thế này? Em vừa mua đấy. Anh xem này, có đẹp không? Đeo lên đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lát nữa đông người xếp hàng mất thời gian lắm. Trò chơi đầu tiên sẽ vẫn là trò đó nhé. Vòng, quay, ngựa, gỗ. Hay quá, lần này phải chơi nhiều vòng đấy. Em có nhớ hồi em còn nhỏ, lúc em háo mồm hét toáng lên, có một con sâu bay thẳng vào mồm. Thôi anh đừng nói nữa, sợ quá đi mất. Chí Hạo, chúng ta đi chơi đi. Anh không chơi đâu. Sao thế? Anh không thích mấy trò đó. Dù sao cũng tới rồi, nếu không chơi thật tiếc. Không sao đâu, em đừng lo cho anh, cứ chơi đi. Được rồi, đi thôi. Này, đi nào. Tuyệt quá, lâu lắm không được chơi vui như vậy. Không còn gì tuyệt hơn. Lâu rồi không tới khu vui chơi. Hôm nay chơi đã thật. Có lịch diễn thì làm sao mà tới đây được. Này, album tới của anh thuận lợi chứ? Tất nhiên rồi. Doãn Tề Hoang của chúng ta đã sáng tác ra rất nhiều bài hát hay. Tối nào cũng bám theo bắt anh nghe đó.
Này, tôi đâu có bám lấy cậu. Nói lung tung. Vậy hai người lại sắp bận rồi. Đừng lo, có bận thế nào cũng có thời gian đi chơi với em. Anh biết em thích tới công viên mà. Cảm ơn anh. Em có nhớ lần đi dã ngoại hồi cấp 3 không? Đương nhiên, sao quên được chứ. Lúc hết giờ, hai chúng ta chơi tới cùng luôn. Anh còn dám nói sao? Lẽ ra định đợi tới bình minh, vừa quay đầu lại, anh đã ngủ chảy tới nước miếng. Còn em, ngáy như động đất vậy. Sao em không biết nhỉ? Không biết kem ăn hồi đó, bây giờ có còn bán nữa không? À, anh vào nhà vệ sinh một lát. Vâng. Anh cũng đi vệ sinh. Thi Nhã, em ổn chứ? Em làm sao? Ý anh muốn hỏi bạn trai của em vẫn ổn chứ? Anh ấy làm sao? Thật ra cũng không có gì. Chỉ là anh cảm thấy đi chơi cùng người không quen thấy ngại ngại. Huống hồ không dám chơi mấy trò này mà cũng dám tới. Anh thấy anh ta thật sự muốn ở bên em đó. Mình đang làm gì ở đây vậy? Rõ ràng ở bên nhau, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Trông anh có vẻ mệt. Anh thấy chán đúng không? Có phải anh hơi miễn cưỡng không? Không chơi trò chơi nhưng vẫn tới. Vô vị lắm đúng không? Không sao. Chỉ cần Thi Nhã vui là được rồi. Thật sự chỉ cần như vậy à? Nhưng Thi Nhã vui hình như không phải vì được ở bên anh. Rõ ràng là không thích hợp ở bên Thi Nhã. Có phải anh hơi ích kỷ không? Có điều nếu anh muốn kiên trì, tôi cũng không có ý kiến. Chỉ là tôi khá tò mò. Sao anh cứ phải đeo găng tay vậy? Lần trước khi chạm vào tay anh rất không vui. Có phải anh bị bệnh sạch sẽ không? Chuyện này không cần anh quan tâm. Không liên quan gì tới anh hết. Không liên quan tức là có liên quan. Vậy anh và Thi Nhã chưa từng làm gì sao? Theo tôi biết Thi Nhã rất thích tiếp xúc cơ thể. Rốt cuộc anh có thể làm gì cho cô ấy? Tôi có thể làm rất nhiều việc cho Thi Nhã. Đi chơi công viên, tiếp xúc cơ thể, đều có thể làm được. Đều có thể sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đừng tỏ ra đáng sợ như vậy. Hiện tại tôi vẫn không làm gì anh đâu. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, những gì nhìn thấy chưa phải là tất cả. Anh chẳng là gì cả. Cho nên có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi. Một mình cậu à? Thi Nhã đâu rồi? Cậu không gặp sao? Cô ấy đi hướng đó. Cô ấy nói muốn ở với bạn trai một lát. Chí Hạo, em làm gì ở đây? Đang đợi anh đó. Nếu được em muốn đi dạo một lúc. Đến chỗ nào yên tĩnh chút. Chỗ nào? Đi thôi. Họ làm cũng giống ghê. Chỗ này hình như vắng vẻ quá. Nhà ma cũng chỉ là một trò chơi. Không sao đâu. Anh có sợ những thứ này không? Sợ thì không sợ. Chỉ là ở một không gian xa lạ, có một cảm giác bất an không nói nên lời. Không sao đâu. Dù gì chúng ta có hai người, có thể bảo vệ lẫn nhau.
Theo tôi thì tôi cứ tỏ tình thẳng với cô ấy đi. Tỏ tình á? Tỏ tình gì cơ? Mà tỏ tình với ai? Tôi nói cậu ý, cậu định trốn tránh tới khi nào? Tôi hy vọng cậu có thể thẳng thắn hơn. Cậu nói gì chứ? Sao tôi lại không thẳng thắn? Tôi thẳng thắn như thế còn gì? Xin chào, xin hỏi hai anh là Simba và Thời Quán của nhóm Holiday phải không? Hôm nay thật xin lỗi anh. Anh không thích chỗ này, nhưng vẫn đến vì em. Em lại không chăm sóc tốt cho anh. Con người em vốn chập chạp, ngốc nghếch, khiến anh cảm thấy cô đơn một mình. Nhưng mà vì em thật sự rất thích công viên giải trí, cho nên bất giác có hứng thú. Thì nhã, cho nên chúng mình nắm tay nhau đi. Nhưng mà anh không đeo găng tay không sao chứ? Chúng ta cuối cùng cũng có thể nắm tay rồi sao? Thi Nhã, em có biết không? Anh cũng rất có lỗi với em. Anh cũng rất muốn cùng em làm những chuyện em thích như những người bình thường khác, chứ không chỉ là nắm tay nhau như lúc này. Anh thật sự quá ích kỷ. Cho dù là ích kỷ, anh cũng muốn được yêu em. Em xin lỗi. Giờ rồi, có phải em hơi lớn tiếng không? Không sao. Lúc nãy anh cũng thấy hơi sợ. Thật ngại quá. Lúc nãy còn tưởng anh muốn hôn mình. À, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đu quay. Alo, Thi Nhã. Em đang ở đâu? Có sao không? Anh hỏi thế là sao? Cái gì mà có sao không? Tình hình là bọn anh bị Phan phát hiện rồi. Tình hình không hay lắm. Anh đã gọi cho quản lý. Chắc sắp thoát được rồi. Em cũng mau về đi. Tình đã lên mạng cá nhân rồi đó. Hình như họ biết chúng ta đi cùng nhau. Em phải để ý đi nhé. Biết chưa? Em biết rồi. Vậy anh cẩn thận nhé. Được rồi, anh sẽ chú ý. Có chuyện gì thế? Đám Simba bị Phan phát hiện rồi. Tuy là bạn bè, nhưng bọn em hay ở bên nhau, cũng khó tránh chuyện hiểu lầm. Cũng không trách họ được. Em và Simba như người nhà với nhau vậy. Cho nên fan của Simba sẽ rất ghét em. Em chẳng còn cách nào khác. Tuy hơi đáng tiếc, nhưng trước khi để bị phát hiện, chúng ta nên về thôi. Ừ, không sao. Vậy chúng ta lần sau lại đến là được. Chị Thi Nhã, mời chị ăn cái này. Em không sao chứ? Em nói đúng. Hai người ở bên nhau có thể bảo vệ lẫn nhau. Lúc nãy anh không cần để ý đến họ. Bẩn lắm đúng không? Không sao. Mức độ thế này không được. Anh phải đi tắm. Này, hãy bình tĩnh một chút. Lúc nãy anh hoảng hốt quá. Thật sự xin lỗi em. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Hôm nay em không chăm sóc tốt cho anh, còn bắt anh chạy tới chạy lui với em. Em xin lỗi.
con nữa. Lúc nãy chị nói với anh, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm. Anh cũng rất vui vì đã được ở bên em. Lần sau hai chúng ta đi riêng, không dẫn theo bạn nữa. Vâng. Được. Thi Nhã hôm nay rất khá. Nhảy đi nào, giống như đang khiêu vũ. Hân hoan lên. Tốt, ngay chỗ đó nhé. Ngã xuống. Trần Dương, đỡ lấy Thi Nhã. Nhớ lấy, đúng rồi, lãng mạn lắm. Thi Nhã, tiến lên một bước. Được rồi. Đạo diễn, nào, chuẩn bị. Dương, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Sao cô đã ngã người xuống? Tay tôi làm sao đỡ được như vậy? Xin lỗi đạo diễn, để tôi làm lại. Không sao chứ? Không sao. Có lạnh không? Không sao đâu. Có bị đau chỗ nào không? Mình không sao thật mà, yên tâm đi. Được rồi, cậu về chỗ đi. Cố lên. Mọi người chuẩn bị, bắt đầu. Ciao, ciao.